300 đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đắk Rơ Lấp có mặt tại hội trường từ sáng sớm. Mỗi năm cứ đến những ngày giữa tháng 7, tất cả lại bồi hồi nghẹn ngào khi nhớ về những người thân đã ngã xuống nơi chiến trường năm xưa, hay những ký ức vào sinh ra tử cùng đồng đội. Nhận được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, những mất mát ấy phần nào được xoa dịu. Chính quyền và nhân dân được cùng các ban ngành quan tâm giúp đỡ, tôi thật là xúc động và cảm ơn. Đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Rơ Lấp để trao những món quà ý nghĩa cùng các nhà hảo tâm là những cựu chiến binh, mỗi người đều mang trong mình cảm xúc khó tả. Tôi là những người lính, cựu chiến binh của đoàn đặc công 117 kết hợp cùng Sao Vàng Đất Việt về cùng thầy ở đây là chia sẻ với đồng bào. Ban trị sự Phật giáo huyện Đắk Rơ Lấp kết hợp với mặt trận huyện tổ chức cái chương trình thăm và tặng quà đến các gia đình có công cách mạng. Đây là một phần chia sẻ tình cảm của Ban trị sự Phật giáo gửi đến cho các gia đình trong ngày 27 tháng 7 thương binh liệt sĩ năm nay. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Rơ Lấp luôn có nhiều hoạt động thiện nguyện đồng hành với chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, tri ân những người có công là lần đầu tiên được diễn ra, thể hiện sự động viên kịp thời, đúng lúc và ấm áp tình người. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chu Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website đaitunglamhoasen.vn để đăng ký.